Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Wait, hello anh em. À đủ. Chạy đâu hả em ơi? Úi rồi, làm sao cơ? Đùa nhau à? Vỡ đầu một đứa. Ok. Thằng nữa hả? Nào, chạy đi em. Wait, anh cho chú chạy này, xem chạy nổi không. Ui vãi, nó lùa mình luôn. Đừng đùa anh em ơi, đừng đùa với ninja rùa. Ok ok. Qua đây á hả? Đuổi theo gương này. Làm sao? Slow không em? Đấm tay không em? À, ngáo hả em? Cơ bản thì hôm nay mình ngứa tay anh em ơi. Thế nên là nhảy dù là nhảy lên nóc xưởng luôn này. Nào, qua đây. Làm gì căng? Ui, thằng bé này đấm rát phết anh em. Tầm này kẹo còn đúng 113 máu. Vãi hàng thật. Thôi, chạy nhanh. Không chạy nhanh có mà nó đấm vỡ đầu mình luôn. Nói chung là không dỡ được với nó. Ok. Ngồi đây còn máu cái làm gì căng. Nào, qua đây solo bạn Hiền. Đâu, đây à? Nào solo. Ui, xong luôn. Láo nháo với kẹo à? Và có một bạn hỏi mình là: anh Sĩ Kẹo ơi, anh sâu kho súng của anh đi. Ok, thì trong video này ngày hôm nay. Vâng, và mình đã làm YouTube được 2 năm rồi. Đây sẽ là kho súng của mình: M4A1 Kim Sư Điểu. Rồi nha, M4A1 Hồng Sư Điểu. Và đây sẽ là skin Lễ Hội. Các bạn biết không, cây mà Kẹo hay chơi đó là M4A1 Rừng Xanh luôn. Đó, anh em thấy ngầu không ạ? À? Cái này thì tăng một sát thương và hai tốc bắn luôn. Đây là đường chân trời. Cái này là sóng siêu âm nha anh em. Ok, đến với Adup thì mình xài skin Adup Thanh Lịch. Ui, các bạn thấy ngon không ạ? À? Và cây này thì tăng 2 tốc độ bắn nha. Quá đã luôn. Rồi nha anh em. Về shotgun M1014 thì mình có đôi mắt tử thần luôn. Tăng 2 tốc độ bắn nha anh em. Và hàn băng thì tăng 2 sát thương. Ui, mình lựa chọn cây này. Tăng sát thương bắn shotgun rất sướng luôn. Ok, AK. Chúng ta có AK47 rồng lửa. Ui, anh em thấy ngầu không ạ? À? Cây này là mình chuyên xài luôn anh em ơi. Và thật sự rằng là mình rất là thích bắn AK. Ok, AK lửa đỏ. Ui, và đây anh em ơi, cây mới AK47 tình yêu luôn, mới cập nhật hôm nay luôn, mới quay anh em. Đôi mắt tử thần này. Rồi nhá, toàn là những skin chất lượng phải không nào. Ok, UMP thì mình không có nhiều skin lắm, toàn là mấy skin rơm rơm thôi anh em. Nó không ngon lắm, bởi vì là mình khá ít chơi UMP. Chúng ta có UMP Boja. Cái này hình như là mình mới nhận cái sự kiện Tết thì nó cho một cây UMP Boja vĩnh viễn. Ngon lành. Skin MP5 thì ở đây chúng ta có đôi mắt tử thần. Ui, và MP5 thanh lịch. Là hai cây này skin đều tăng tốc độ bắn cả. Bởi vì là mình rất là thích chơi những cái cây súng tăng tốc độ bắn. Ok, M14. Anh em ơi, chúng ta có M14 Giáng Sinh. Và đây, M14 Boja. Các bạn ơi, sắp đến phần hấp dẫn rồi. Ok, skin Scar cực kỳ là nhiều luôn. Đẳng cấp Titan. Một cây súng mà ai cũng muốn có luôn. Và thật sự rằng là cây này bắn đỉnh luôn anh em. Dù nha anh em thấy không, thiết kế rất là đẹp, rất là sắc sảo và bắn cực kỳ là ngon. Tăng một sát thương, hai tốc độ bắn. Scar thiên đường đây. Và anh em ơi, Scar quái thú đây nè. Ngầu không hả? Chúng ta có Scar thần tình yêu. Và vẫn đang còn Scar huyết nguyệt. Chưa hết thì còn nữa anh em, bóng ma sát thủ. Ok, và một cây Scar khá là mới. Chúng ta có Scar rồng thiêng luôn. Wow, anh em thấy ngầu không ạ? Và chúng ta có Scar thanh lịch. Rồi nha mọi người. Đó, đều là những skin ngon nghẻ luôn. VNS thì mình có VNS màu hồng này. Rồi là có vệ binh ngân hà. Anh em thấy chưa? Ngầu không ạ? Rồi nha. Và có hàm cá mập luôn. Trông kiểu thiết kế ngầu lòi. Uza mình có hip hop này anh em. Father ông này. Rồi là Giáng Sinh luôn, là cây mình hay chơi luôn. Đây, anh em thấy không, cây này thì bắn đỉnh vãi luôn anh em ơi. Tăng 2 tốc độ bắn. Boya chính là đây. Và anh em ơi, Uza dần gì nhá. Rồi nha mọi người, chúng ta đến với skin MP40. MP40 năm mới. Ngầu không ạ? À? Cơ khí đây rồi. Ui, cơ khí là cây mình hay xài luôn anh em. Bắn đỉnh luôn anh em, nó tăng tầm xa mà. Rồi nhá, sấm sét này. Và đây,
MP40 truy sát này. Ok, chúng ta còn có game thủ nữa. Và anh em ơi, chúng ta đến với skin tử thần này. Rồi là M249 thì mình có đây, M249 màu hồng. Ngon không ạ? Cây M249 màu hồng này nhìn cute, với lại thì tăng 2 tốc bắn, bắn rất là đã luôn. Ok, skin K98 đây. Skin M79 thì mình có một cây khá ấn tượng, M79 cơ khí. Và đây, anh em ơi, sóng siêu âm. Rồi nha mọi người, Famas thì mình cũng đang có rất là nhiều skin. Chúng ta có thần khí này. Rồi nha, chúng ta có thêm một cây nữa anh em ơi, thần khí đại dương luôn. Và anh em ơi, đây vẫn còn này, thần khí thiên lôi luôn. Và cây mình hay xài đó là Famas vũ trụ. Đó, tăng 2 sát thương một tầm xa, bắn rất là ngon luôn mọi người. Rồi nha mọi người, đây có skin hàn băng nữa. Ok anh em, và tiếp theo sẽ là skin XM8 đây. Mình có cây sóng siêu âm, là tăng một sát thương này, một độ chính xác này. Đối với skin Spy 12 mình có Halloween này. Rồi là cây Giáng sinh, là cây súng mình hay xài này. Rồi nha, Samurai rồng này. Chúng ta có sóng siêu âm nữa. Ok, M60 ở đây thì có miền viễn Tây. Rồi nha anh em, thì có thêm cướp biển và cái này quái thú luôn, một cây mà mình rất là thích luôn anh em, bắn phê cực, rất là dễ headshot với cây M60 quái thú này. Và P90 đây, chúng ta có huyết quỷ này, một skin khá hiếm, P90 bóng ma luôn. Uầy, và P90 thanh lịch. Rồi nha anh em, đến với AN94 thì mình có cây huyết quỷ này và AN94 thảm họa luôn, skin hot đó anh em. Đó, các bạn thấy ngầu không? Thề luôn, mấy cái này đã cực, dễ headshot. Và mọi người ơi, hôm nay thì show cho anh em xem skin súng thế đủ rồi nhỉ. Và chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với trận đấu ngày hôm nay thôi. Đó, cơ bản là cái màn show skin súng thì nó khá là mất thời gian. Và quan trọng là trận đấu này sẽ lấy được top 1 nha anh em. À đủ, thằng bé đang đứng ngay ở trong kia anh em kìa. Hiện tại thì mình chỉ có súng điện là bắn xa được thôi. Ui, làm sao? Bây giờ anh xem chú chạy đâu này. À đủ, tính làm gì? Anh em ơi, thằng bé vẫn đang ở trong thôi. Rồi nha, bình tĩnh tự tin chiến thắng nào. Ấy, lòi cái đầu ra em ơi, xem là có vỡ đầu không nào. Ui, vỡ đầu. Trời ơi, quá ngon luôn. Thanh niên này, nghĩ sao tính ăn kẹo chứ mọi người. Vâng, như vậy thì mình cũng đã có được một cây M14 rồi nha. Ok, súng điện thì mình thấy là bắn nó không ngon lắm, thế nên là xem như nào đổi cây súng mới thôi. Đây, cuốn máu đã, cuốn cho full để chơi game tự tin. Rồi nha anh em, thì qua đây, lượm đồ nào. Uầy, rất nhiều đạn súng trường. Và anh em thấy không, trên màn hình thì mình đang hiển thị đó là 2 mã Guts Code. Thì mỗi mã Guts Code sẽ nhập được 50 lần. Và đây thì nó chính là code hộp súng Macaron nha anh em ơi. Anh em nhanh tay nhập nhá. Và nếu như mà các bạn không kịp nhập thì anh em có thể là tạm dừng video lại. Ok, một mã là 50 người đầu tiên nhanh nhất sẽ nhập được. Hai mã là ok, anh em sẽ có cơ hội nhiều hơn. Và các bạn ơi, đừng bỏ lỡ video lúc này nha, bởi vì là trong video thì mình vẫn sẽ có tặng Guts Code cho anh em nữa. Anh em ơi, nếu như mà các bạn quý kẹo thì các bạn nhấn nút like và chia sẻ video giúp kẹo nha. Ok, thì khi mà video của mình có nhiều cái lượt người xem thì mình sẽ có nhiều code hơn để tặng cho anh em. Rồi nha mọi người, a đủ, đậu xanh. Đứa nào mà kia vậy, vãi hàng, chạy đâu hả em? Uầy, chờ tí anh qua liền làm gì mà căng. Đây mọi người, xem nó làm gì ở đây, hả? A đủ, chưa thì nó lần này. À kia, đây rồi làm gì nhau. Uầy, lên bảng đếm số luôn. Thế là xong anh em. Ok, vậy là mình đã có được 4 kill trong trận đấu này rồi. Ngon không ạ? Với cái bộ trang phục Lý Tiểu Long. Cơ bản là hôm nay thì hứng lên mình mặc cái bộ trang phục này thôi. À mà anh em, không biết là anh em có hóng là kẹo sâu cái kho đồ của kẹo không nhỉ? Tức là cái kho trang phục của mình thì nó rất là nhiều luôn. Đơn giản thì mình là một người chơi game Free Fire được 2 năm rồi, hầu như là những cái sự kiện của game Free Fire thì mình cũng hay tham gia. Và mấy cái bộ trang phục trong sự kiện là mình cũng có tương đối anh em. Rồi nha mọi người, 18 người chơi nữa. Thì hôm nay chém gió sương sương với anh em thế thôi. Quan trọng là anh em đoán xem trận này tầm khoảng là chục kill top 1 nha mọi người. Ui vãi, làm gì vậy?
Mày chạy nổi không này? Lên bảng, ok luôn. Ui, nào. Làm gì nhau? À, ăn lựu đạn này. Chạy đâu em? Chạy đi em ơi này. Anh cho chú chạy này. Lên bảng, chết vì lựu đạn. Xui chưa em? Lâu lâu chơi game thì gặp mấy thằng kiểu nó chơi game ngáo lắm anh em. Ok. Và... Ui, từ, đây đây. Đó, rất là nhiều trang bị ngon luôn. Vâng, và hiện tại kẹo đang sở hữu combo súng đó là Ska với lại MP40. Anh em ơi, lại chuẩn bị có code nè mọi người. Vâng, và đây chính là hai mã code tiếp theo. Một mã thì 50 người đầu tiên nhanh nhất sẽ nhận được. Và đây chính là code hộp súng Macaron nha. Các bạn nhanh tay nhập không là hết slot nha. Các bạn thì nghe bảo là anh làm video tặng code nhiều lên, nhưng mà code thì toàn bên Garena tặng cho mình để tặng lại cho anh em mà. Đó. Thế nên là các bạn phải xem này anh em, like video, chia sẻ video nhiều vào, có nhiều view thì kẹo mới có nhiều code để tặng cho anh em được. Rồi, let's go, xuống dưới thôi. Ten ten, 14 người trận hả? Ui, cậu ông cứ bình tĩnh. Nói chung là chúng ta cứ phải bình tĩnh tự tin thì mới dễ giành chiến thắng được phải không nào? Ui, 12 người chơi nữa, để kẹo hóng xem nào. Ok, và hiện tại thì mình đang ở thung lũng đây. Có ai không? Có ai không? Hả? Có ai ở đây không hả? Qua đây solo với mình này. À đủ. Thằng nào ngay phía này vậy? Rồi anh em chờ kẹo tí. Hình như là trên trời có người đúng không nhở? Cái này thì kẹo không chắc nữa cơ. Khả năng cao là thế. Rồi nha anh em. Trò này thì không có mìn rồi. Lên thử coi xem như nào. À đây. Ui. Vãi. Đùa nhau. Lên bảng điểm số luôn. Ngon. 7 kill rồi mọi người ơi. Đã được 7 kill rồi. Cố gắng kiếm thêm vài kill nữa top 1 mình nghĩ là nó cũng đơn giản thôi. Và quan trọng rằng là đây, hiện tại thì mình đang có, ui, có mỗi 2 trái bom keo. Khá là ít nhưng mà anh em thấy không, 9 túi máu luôn. Tha hồ máu để mà bơm trong trận đấu này. Đó, quá là ngon luôn và không cần nói nhiều phải không nào. Xuống nhá, 9 người chơi nữa, hóng thôi. Chắc là kẹo qua thình xíu coi. Mọi người ơi, lại chuẩn bị có cốt nữa nè mọi người ơi. Và đây, code sẽ hiển thị trên màn hình. Anh em thấy không? Mỗi code 50 bạn đầu tiên nhanh nhất thì sẽ nhập được nha anh em ơi. Và đây chính là code hộp súng Macaron nhá. Kẹo xin chúc anh em may mắn nhận được skin Macaron vĩnh viễn nhá. Các bạn có thể tạm dừng video lại để chụp ảnh code này. Và các bạn vào trong game nhanh tay nhập code không là hết slot nhá. Hết slot là kẹo không chịu trách nhiệm đâu. Ok. Hôm nay thì có một điều khá là ngon lành, đó là mình có xe anh em. Có xe đi săn mạng thì dễ lắm. Chạy thoáng cái lại có kill ngay mà. Chắc là mình lượn lờ qua đây xem. Nào. Phía đây anh em nghĩ là có ai không nhờ? Ấy. À đủ. Ngay phía mũi tên luôn đây à. À thấy rồi nhá. Thấy rồi nha đây à. Ui. Ngay sau cửa sổ luôn. Qua đây em ơi nào. Dám qua không hả? Ui. Đã lên từng gì cơ. Đúng là tốc độ siêu nhân luôn anh em ơi. Thề luôn. Thằng bé thấy mình vừa đến. Ui. Bao nhiêu mìn này. Vãi hả? Thôi. Sợ nó quá anh em ơi. Đùa. Làm gì căng. Bao nhiêu mìn luôn. Đỉnh thật. Pha này thì mình không có lựu đạn để mình câu lên, nên là đây cũng là một tình huống khá là khoai đối với mình. À đây. Mày này. Thấm chưa. Thích chạy xuống không hả em? Ui. Vãi nhở. Dựng một keo kìa. Ui. Gì đấy hả? Sao. Lên bảng. Thanh niên. Ui dồi ôi. Chạy lên nhà cái gài một đống mìn luôn như kiểu ám sát tôi vậy. May là mình có trách mình cẩn thận. Nếu mà quên không trách mình thì cũng đã lên bàn thờ với ông bà tổ tiên rồi. Đáng thế. 9 kill. Ngon. Và nói chung là cũng còn lại ít người chơi thôi đây. Đó. Giáp mũ thì mới tinh luôn và quay lại chiếc xe yêu dấu của kèo. Anh em, chúng ta lên đường nào. À đủ. Xem là ngày hôm nay thì ai ăn nổi kẹo nhá. Hello. Hôm nay thì có ai không đây? Chưa thấy ai cả. Thôi thì cứ kệ chúng nó thôi mọi người. Nào. Đâu các bạn đâu? Hả? Các bạn đâu, qua đây solo với mình luôn này. À đây. À đây có một đứa này. Rồi. Ui đứng đây á. Và hai hàng tai thỏ luôn ạ. Đậu xanh tai thỏ lên bảng điểm số thương thế. Ok. 4 thanh niên nữa. Cơ hội chiến thắng lúc này của kẹo đã lên đến là 20% rồi. Một cái tỷ lệ phần trăm khá là lớn. Đây anh em ơi. Và để mình chạy vào bo cái đã. Ui. Làm gì đấy? Làm gì bắn ghê thế?
Sợ quá nhở. Thôi bạn ơi, bình tĩnh bình tĩnh. Đây, mình đứng tạm đây nha. Ủa ơi, câu lựu xuống luôn. Vãi hả? Nhiều lựu ghê gớm. Thằng này nó định giết mình rồi. Ok ok. Ngay phía trên thôi mà. Mà tầm này thì mình chạy bo nó khá là khoai. Ủa ơi, qua đây luôn hả? Thôi xong, tầm này mình hết bom keo. Khó nhai vì nó quá anh em ơi, bom keo không còn. Lựu đạn không còn luôn, lựu choáng cũng không có luôn. Mày phải chết nha. Ok, ngon. 11 kill luôn. Ủa ơi, kinh ngạc. Hôm nay hơi kinh ngạc luôn anh em. 11 kill rồi nhá. Còn hai thằng nữa. Hóng. Tôi hóng xem hai thằng nữa là chúng nó đâu. Ok anh em, chờ tí mình lên trên ngay. À đủ. Ủa ơi, toang 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 anh em, còn mỗi thằng cuối thôi. Hai thằng kia nó vừa kill nhau rồi. Ok ok, rất nhiều bom keo, mình đang tranh thủ mình lượm cái. Ủa ơi, vãi hàng bo thu, chạy nhanh. À không sao, mình có ép tính năng Kelly mà. Thế thì chạy bo thoải mái, lo gì. Đâu, hóng. Các bạn đoán xem thằng cuối đang ở đâu. Solo với nó luôn chứ. Làm sao để nó đẻ trứng được. Hello hello bạn ơi. À đi rồi, à đi rồi. Tưởng đâu cơ. Ủa ơi, chạy đi em. Nào, cứ chạy thoải mái đi em ơi. Qua đây, qua đây. Yes. Ngon lành, 12 kill tới 1. Quả đã luôn. Uầy, ăn mừng nào. Yes anh em ơi. Các bạn ơi, nhớ like và chia sẻ video giúp kẹo nhá. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.